Cảm ơn 96 người anh em. Thank you so much. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay Khang rất là vui được đến với thành phố Thủ Đức. Xin chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm thành công trong năm 2021 và luôn luôn tươi trẻ, xinh đẹp như ngày hôm nay. Happy New Year! Love you! Lời chúc của Cao Gió cũng như là những tiết mục âm nhạc vô cùng đặc sắc vừa rồi mà anh đã gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay. Quý vị ơi, quý vị đã thấy sức nóng ngày hôm nay đã nóng lên chưa? Wow, sung quá, vẫn chưa nóng. Dạ, yeah. Vậy thì bây giờ sẽ làm nóng hơn nữa nha. Ở đây, ai yêu quá vợ? Mới hồ luôn á, phía bên trái có yêu quá không? Ở giữa thì sao ạ? Bên phải thì sao ạ? Và thưa quý vị, tất cả mọi người cảm thấy là bên phải của chúng ta còn rất là nhiều khoảng trống. Chính vì vậy mà bên này nè, chúng ta đông quá thì chúng ta có thể di chuyển qua bên này để có thể thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc ngày hôm nay được không ạ? Quý vị bên này hãy mặc giày di chuyển qua bên này để chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc ngày hôm nay nha. Ở phía bên kia là bên anh thấy là mọi người xếp hàng rất là đông luôn, không còn chỗ để mà xem nữa, cho nên đó, các chị có thể lùi về phía bên tay trái một xíu để có thêm chỗ cho các bạn đến sau, mình có thể đến gần hơn và chiêm ngưỡng. Các tiết mục văn nghệ sẽ được diễn ra tiếp theo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục của rapper và xin được gợi ý là cô nàng này từng tham dự 106 người đang xem nha. Việt Nam. Xin được chào đón The Rapper JJ. Đi xin đi luôn.